Hello các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nana TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé các bạn. Thì mới vừa sửa nhà xong các bạn ơi, rất là vất vả luôn. Sẵn tiện đây thì review sơ về cái căn nhà của mình cho các bạn xem thử luôn nha. Rất là nhiều bạn chắc là tò mò về cái căn nhà của mình nên hôm nay là mình sẽ nói sơ về căn nhà của mình các bạn. Ở đây là có 4 con cá mập G Greenland, trong đây là có 2 con G Greenland vương miện luôn nha. Đây là cá mới nè các bạn ơi, rất là nhiều người chưa săn được cá mới vương miện đâu. Còn đây là nhám voi nè các bạn, có 2 con nhám voi vương miện luôn nha, chắc bạn cũng biết rồi. Còn đây là cá nhà táng nè bạn, cá nhà táng thì có 1 con vương miện trong đây. Còn gấu trắng thì rất là nhiều các bạn ơi, số mình sao mà săn gấu trắng nó rất là dễ lên hay sao đâu á. Ở đây là có tổng cộng là 25 con gấu trắng, có 1 con gấu trắng vương miện nè các bạn, 1 con cá hoàng vương miện, 3 con voi sát thủ vương miện, 3 con cá sấu vương miện. Rồi ở đây có 3 con nhám voi nữa nè các bạn, vậy là mình có 7 con nhám voi nha. Rồi heo hồng lẻ loi một mình bên đây. Còn đây là hải cẩu nè bạn, hải cẩu thì có 6 con các bạn ơi, nhưng mà một con để trong ba lô rồi. Rồi cá mini nè các bạn, cá mini thì heo hồng mini là ở đây có 5 con. Thật sự là mình full mini rồi các bạn, nên là mình không có để, với lại mình full nội thất á, mình không có để cá ở bên ngoài được, mình chỉ để tứ hoàng ở bên ngoài thôi. Rất là nhiều bạn kêu mình làm clip mini đấy, thật sự là mình full rồi, mình câu mình cũng bán à, chứ mình không có trưng bày bên ngoài được. Heo hồng thì mình có là 26 con heo hồng, tán thì có 15 con cá nhà tán, rồi Greenland là có 10 con G Greenland nhé bạn. Rồi ok, video ngày hôm nay không phải nói về khoe cá đâu bạn ơi, thật sự là nói về chiếc cần câu neo anh này nè. Cái chiếc cần câu này đã bị các bạn bỏ quên rồi, các bạn mê cái chiếc cần câu vàng, các bạn bỏ quên cái chiếc cần câu này rồi, bỏ rơi nó rồi, nên là hôm nay mình sẽ dùng chiếc cần câu này mình đi săn cá cho các bạn biết được sự lợi hại của nó nha. Thật sự là mình dùng chiếc cần câu neo anh này mình săn được rất là nhiều cá xịn luôn đó các bạn. Rồi bây giờ là mình bắt đầu mình tiến hành nè, mình tiến hành đi săn nha. Ok, đầu tiên thì là ban đêm nha các bạn, ban đêm nên là mình sẽ câu trước ở ngoài hố xanh nha. Ở hố xanh á thì mình thích câu hơn các bạn, mình thích câu ở hố xanh hơn, tại vì cái bóng á mình nhìn nó rõ, nó nét, nó rất là đẹp luôn. Còn ở ngoài thuyền á bóng nó mờ lắm các bạn ơi. Khi mà làm video mà chia sẻ cho các bạn mà câu ở ngoài thuyền á, bóng nó mờ, các bạn câu và các bạn xem các bạn không thấy, rồi các bạn bỏ qua cái video của mình luôn, mình rất là buồn luôn. Đây nè các bạn ơi, bóng 4 đầu tiên luôn nha, bóng 4 đầu tiên phút 59. Phút 59 này thì cũng không phải là khung giờ của hải cẩu đâu các bạn. Khung giờ của hải cẩu mà ở hố xanh này nè các bạn. Các bạn chắc các bạn biết chưa ta? Hình như là nó rơi vào phút 04, 05, 06 đó bạn ơi. Cái này là mình thấy người ta câu lên vào cái khung giờ đó thôi nha các bạn, chứ thật sự là mình chưa câu được con hải cẩu nào ngoài hố xanh này hết. Hải cẩu nó quá trời là khó câu luôn các bạn ơi, nên là câu mãi không ra được ở hố xanh này. Câu là mình câu mấy con lỡ ngoài hải đăng không. Đây là bóng 5 nữa bạn ơi, bóng 5 nó đã xuất hiện vào phút 06 rồi. Rất là nhiều người lên tán và rời Greenland, và hôm nay mình sẽ kéo lịch cho các bạn xem luôn nha. Một con lịch nè, đỏ các bạn thấy ngơi chưa, một con mái chèo đó các bạn ơi. Ôi rất là nhiều người nói với mình lên tán hoặc là gờ Greenland vào cái khung giờ này, còn mình không bao giờ câu được vào cái khung giờ này luôn các bạn. Đấy các bạn thấy ông hầu như là mực với mái chèo không. Mình cũng mong rằng là mình câu được vào cái khung giờ này để mà chia sẻ cho các bạn đấy, mà có câu được đâu. Rồi qua ban ngày nha bạn, ban ngày thì câu tiếp và hãy đăng nha. Đây là cái góc câu hải cẩu của mình, rất là nhiều bạn lại đây câu và đã thành công, nhưng mà có nhiều bạn không câu được. Thì hôm nay mình tiếp tục mình kéo hải cẩu cho bạn xem. Đây là một con hải cẩu nè bạn, hải cẩu nè, đỏ thái dương rồi luôn, ông thái dương này chùm biển khơi luôn các bạn. Rồi bây giờ thì tiếp tục luôn với bạn, mình sẽ tua qua những cái bóng 5 thôi nha. Bóng 4 thì thôi bỏ qua được bạn ơi, bóng 4 nó nhiều lắm. Đấy, đây đây, bóng 5 nó đã phực lên rồi nè các bạn. Đấy, hôm nay là mình dùng chiếc cần câu Noel này thôi nha. Lộn, sorry, Neon chứ không phải là Noel các bạn ơi. Phút 18 rồi, sao ghĩa giống ghĩa nhấp đứt quá. Không biết phải gâu trắng vương miện không các bạn. Có một số người vẫn lên được cái khung giờ này, lên gâu trắng vương miện đó các bạn. Tại những cái con mà xịn sò nó hay xuất hiện vào cuối giờ đó, cuối khung giờ. Rồi nhấp thành công nè. Đây là một con gâu trắng vương miện đó các bạn. Lên nè, rồi luôn, búa luôn. Đấy các bạn thấy không, thật sự là chiếc cần câu neon này, hồi nãy giờ là mình kéo rất là nhiều bóng nha, là mình câu liên tục nha các bạn. Tại vì nhiều bạn nói rằng là cái chiếc cần câu vàng đó nó quá VIP rồi, cái chiếc cần câu này các bạn bỏ qua. Thật sự á, cái chiếc cần câu vàng đó các bạn, nó có chuyên câu mini thì một thời gian sau các bạn câu bóng 5 khó lắm. Còn cái chiếc cần câu này mới là chiếc cần câu chuyên câu bóng 5 nè, lớn nè. Ui, ủa, hai cẩu. Trời ơi, không ngờ luôn các bạn. Nhiều khi câu chơi đó các bạn thấy không?
cầu chơi nó lại lên thấy cậu. À, cái bóng này là nó xuất hiện vào phút 05 nhé bạn, và mình kéo lên vào phút 06 nha. Đó, giống như cái khung giờ mình vừa chia sẻ cho bạn đấy. Thôi cầu chơi chơi thì nó lên, bỏ tay luôn bạn ơi. Ờ, các bạn xem video này nhớ cho mình xin một like, một share, một lượt đăng ký kênh, giúp mình lên 50k sub luôn với nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục luôn các bạn ơi. Trời mưa tầm tã luôn. Nè, Batman đây. Rồi bóng năm nó ra xuất hiện vào phút 31. Một con mực hoặc là một con máy chèo nữa nè các bạn ơi. Rồi lên mực hoặc là máy chèo, nhìn bóng năm mà xuất hiện vào khung giờ này rất là tiếc, rất là uổng luôn các bạn. Vì nó xuất hiện vào khung giờ này thì sợ cái khung giờ 04:05 nó lại không xuất hiện nữa, rất là uổng luôn. Gặp bóng năm mà khung giờ này thực sự thì không có hồi hộp. Câu được thì câu không được thì thôi, cũng chỉ là một con mực hoặc là một con máy chèo thôi các bạn ơi. Đúng không nào? Thật sự mực với máy chèo giống như là anh em đó các bạn. Rồi nhắc thành công lên nè. Lên nè, lên nè, lên nè, lên cái gì đây, lên rồi luôn, máy chèo luôn các bạn ơi. Thấy không? Biết ngay là máy chèo mà đâu có con gì hót hót cái khung giờ đó đâu bạn. Ơ, văng game rồi. Rồi văng game vào phút 33 các bạn ơi. Văng game vào cái khung giờ này mình cũng khá là thích các bạn. Ở video trước là mình có chia sẻ cho bạn rồi đó. Khi mà bị văng game như thế này rất là dễ lên cái xịn luôn. Rồi bây giờ là có một bạn cắm chốt ngoài hố xanh rồi. Để mình te le ra các bạn đó nha. Bạn Bảo Minh nè. Rồi qua bên đó cho nó nhanh luôn các bạn. Cái cách này nó rất là dễ lên cái xịn luôn. Ủa cái gì vậy? Ôi sao lại gạch thuyền rồi, thôi trễ rồi câu luôn nha bạn. Ôi bó tay luôn các bạn ơi. Ôi mình không có thích bị người ta đứng trên người như vậy đâu. Thôi mình te le qua kênh khác, mình sẽ tiếp tục đi ra hố xanh nha. Thôi thì cuối giờ rồi, cuối khung giờ các bạn biết rồi, 05:06 vẫn lên được rồi, relen hoặc là tán. Thì bây giờ là mình chạy ra đó luôn, vẫn còn kịp nha các bạn. Đây đây đây, đây là cái video trước mình cũng có chia sẻ cho bạn đó. Mình đứng đây nè, mình đứng đây mình lên được cái con relen nha bạn ơi. Rồi qua phút 36 luôn rồi. Ôi qua phút 36 nó mới xuất hiện bóng năm nè các bạn. Không biết là có lên được rồi Greenland hoặc là tán không nữa. Trời ơi trời, rồi một gấp luôn, lên nè anh ơi. Lên, 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 lên gì đây, máy chèo. Ôi trời ơi, không tin được luôn các bạn ơi. Cuối cùng cũng thành công rồi, thành công lên một con Greenland vào phút 06 được các bạn. Rồi còn mấy giây mình tranh thủ mình câu tiếp nha. Ôi không tin được luôn các bạn ơi, cuối cùng thì cũng biết được rồi, phút 36 vẫn lên được rồi Greenland hoặc là cái nha tán nha các bạn. Rồi bây giờ là đã chứng minh thành công rồi các bạn ơi, không ngờ ở video ngày hôm nay có thể chứng minh thành công. Đây là phút 33 nè các bạn, nó tiếp tục vẫn là mực nha. Các bạn thấy không, rất là nhiều bóng năm luôn mà. Một chiếc cần câu neon này là chuyên câu bóng năm nha các bạn. Rồi mực luôn, thấy chính xác 100% luôn. Mình sẽ để lại những cái bóng năm cho các bạn xem thử là mình câu bao nhiêu cái bóng năm nha các bạn. Thật sự rất là nhiều các bạn. Mình bỏ bớt rồi đó, tại vì có một số cái bóng năm mình câu bằng chiếc cần câu này mình câu trên điện thoại nữa kìa. Mình không có đưa vào đây cho bạn xem đâu. Đây là một cái bóng năm mà mình cần nè các bạn ơi. Đây là cái khung giờ mà mình cần luôn nè. Ôi cái khung giờ này mới hay lên tán hoặc là gờ Greenland nè các bạn. Mà nó dở đứt dây lắm các bạn ơi. Mình bị đứt mấy lần, mình sợ cái khung giờ này lắm luôn. Mong rằng lần này lên được nè. Lên được em ơi, lên được. Tập trung. Ôi ghĩa say say này khó rồi. Nhắc thành công nè, lên nè. Lên nè, lên, lên đi mà. Đừng có đứt dây nha. Đứt rồi. Rồi thôi buồn luôn. Phút đó toàn là đứt không các bạn ơi. Rồi bây giờ tiếp theo luôn các bạn. Cái đêm tiếp theo các bạn thấy không, bóng năm nó lên liên tục lên triền miên luôn các bạn. Ôi hồi nãy giờ mà câu ở hố xanh không mà các bạn thấy không, nó lên quá trời lên luôn. Tiếp tục nữa các bạn ơi. Phút 06 nữa nè. Đây là cái khung giờ mà mình cặn luôn nè các bạn. Tại vì mình vừa lên được một con Greenland rồi, nên là mình sẽ thích bóng năm ghê vào phút 06, phút 36 nha các bạn. Ôi hồi hộp, chờ đợi, chờ đợi. Lên thêm một con tán nữa đi nào. Một con tán nữa đi. Ôi các bạn thấy một cái cách hồi nãy các bạn, cái cách mà bị lắc văng game đó các bạn thấy không. Mình chia sẻ cho bạn ở video trước và lần này mình cũng làm thành công nha. Nên là mà khó lắm các bạn ơi. Rồi nhắc thành công lên nè. Mà khó lắm các bạn, thật sự khó mà để cho nó bị văng game vào cái khung giờ đó lắm. Còn mình tự thoát là không được đâu nha. Mình tự thoát cũng khó lắm các bạn ơi. Rồi ok bây giờ là ban ngày nên là mình chuyển sang Hải Đăng lại nha. Hôm nay mặc đồ đen, đội nón đen và nhân vật đen luôn các bạn. Là mình hóa thân thành nhân vật luôn. Ôi 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 ôi, bóng năm nó đã xuất hiện vào phút 17 rồi các bạn ơi. Nó đã phật lên rồi đây nè. Rồi canh chỉnh cho nó ngay ngắn, nhìn dấu chấm than cho nó dễ một chút xíu nha các bạn.
Nói chung á là quay clip rồi nhấp thành công nè bạn ơi, nhấp thành công rồi, quay clip phải câu cho kỹ một chút xíu các bạn ơi. Rồi đó, râu trắng luôn, một con râu trắng luôn cái góc câu này nè các bạn. Góc câu các bạn thấy ngon không? Chỉ cần gơi đúng vào cái khung giờ của nó là các bạn lên được râu trắng thôi. Thôi để mở lại cái thành tích coi cái gì đây, nhận 30 viên kim cương. Tức là các bạn câu được 10 cái con cá voi râu trắng đó các bạn. 10 cái con cá mà trên kích thước là trên 2000cm đó. Tức là 10 con câu trắng đó các bạn ơi. Rồi qua một ngày tiếp theo nữa nha, mình chuyển lại cái góc câu, mình đứt mấy cái con câu trắng vương miện tại đây nè. Cái góc này nó cũng dễ lên câu trắng lắm các bạn. Chỉ cần các bạn câu đúng cái khung giờ của nó thôi. Đó, nó đã phục lên rồi các bạn ơi. Phút 46 nha. Để xem lên được câu trắng nữa khi không. Rồi một nhát, sao con nào cũng một nhát thế. Lên nè, lên nè, lên nè, râu trắng ơi, râu trắng ơi, đó. Tiếp tục luôn, các bạn thấy không? Toàn là câu bằng cái chiếc cần câu neon này thôi nha. Mình câu được rất là nhiều, bóng năm luôn đó. Các bạn thấy sự lợi hại của chiếc cần câu neon này không các bạn? Bây giờ là phút 01 nè các bạn ơi. Phút 01 tại hố xanh nè. Đây là một con mực hoặc là một con mái chèo. Ôi, te le, tầm lum, te le, le hết trơn. Rồi nhấp qua nhấp lại rồi đó, các bạn thấy không? Kéo thành công luôn nha. Ôi, câu rất là dễ. Cái mấy cái con này nó đâu có áp lực đâu, chỉ là những cái con mực thôi các bạn thấy không? Mình còn đùa được đó, mấy cái con này là mình đùa được, chứ những cái con mà 0405 là mình không đùa đâu nha. Mình sẽ tập trung các bạn. Đây là phút 33, phút 33 này mình không thích các bạn. Phút 33 này chỉ cần bóng xuất hiện vào phút 33 là mình không thích. Chỉ cần nó qua được 01 giây ở phút 34 thôi là mình sẽ thích liền. Mấy cái con này hầu như là không có gì hot đâu các bạn ơi. Chỉ là mực hoặc là mái chèo thôi. Để mình câu cái con mực hoặc là con mái chèo này xong là mình sẽ kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy được sự lợi hại của chiếc câu neon này rồi đúng không? Thật sự nó câu rất là ghê, nó câu bóng năm rất là ghê. Rồi một con mái chèo luôn. Ok, thôi thì video dừng lại đây nha các bạn. Thật sự là các bạn cũng thấy rồi, nó lên bóng năm rất là kinh khủng luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình với nhé.